tập trung vào thiết kế tân tiến, phong cách tinh tế và cảm giác lái thể thao của Audi. Gian Audi trưng bày 9 mẫu xe trên diện tích 545m2 trong không gian Audi, ngôi nhà Quattro, gồm các mẫu sedan Audi A4 và A6, Audi A5 Sportback và Audi A7 Sportback mới. Các mẫu SUV gồm Audi Q2, Q3 Quattro, Q5 Quattro, Q7 Quattro và Q8 Quattro, trong đó đặc biệt phải nhấn mạnh hai mẫu xe mới là Audi A7 Sportback và Audi Q8. Với thiết kế đầy tính cảm xúc, nét thể thao đặc trưng và được áp dụng công nghệ tân tiến, Audi A7 Sportback là sản phẩm kết hợp sức mạnh và đặc tính ưu việt của một chiếc coupe, sedan, A-van cùng hệ dẫn động 4 bánh toàn thời gian Quattro. Với hệ thống dẫn động 4 bánh toàn thời gian Quattro, tất cả các điều kiện đường xá đều trở thành cung đường hoàn hảo cho chiếc A7 Sportback. Kể từ lần đầu tiên ra mắt trên thế giới, Audi Q8 luôn được hé lộ một cách đặc biệt và ấn tượng. Mẫu xe Audi Q8 lần đầu tiên xuất hiện ở Đông Nam Á tại sự kiện Audi Brand Experience Singapore 2018. Ngay sau lễ ra mắt chỉ 2 tuần, Audi Q8 đã được giới thiệu tại Việt Nam. Là mẫu xe SUV sang trọng đẳng cấp nhất của Audi, Audi Q8 sẽ cùng lúc mang tới hai ưu thế nổi trội nhất: sự trang nhã tinh tế của phong cách coupe và tính thực dụng tuyệt vời của mẫu SUV cỡ lớn, nội thất rộng rãi với khoang hành lý tùy biến, các công nghệ và hệ thống điều khiển trực quan cũng như các hệ thống hỗ trợ thông minh khiến cho chiếc Audi Q8 trở thành người bạn đồng hành cho cả mục đích công việc và nghỉ ngơi thư giãn. Audi gia nhập thị trường Việt Nam được 10 năm nay và năm nay chúng tôi làm lễ kỷ niệm 10 năm Audi và Quattro có mặt tại Việt Nam. Chính vì vậy, thông điệp của Audi tại VMS 2018 năm nay là Audi, ngôi nhà Quattro. Tại triển lãm năm nay, chúng tôi ra mắt hai mẫu xe mới, Audi A7 Sportback và Audi Q8, vừa mới được ra mắt châu Á tại triển lãm Audi Singapore Experience 2018 ngày 10 tháng 10 vừa qua. Chỉ sau 2 tuần, chúng tôi đã có thể mang nó về Việt Nam và ra mắt tại VMS 2018. Công nghệ nổi bật đầu tiên của hai mẫu xe là chúng được trang bị Quattro, bởi các xe trang bị Quattro chiếm 65% doanh số xe Audi tại Việt Nam nhờ vào hiệu suất vận hành cao. Công nghệ nổi bật tiếp theo là mild hybrid 48V giúp đem lại mức tiêu hao nhiên liệu hiệu quả. Hệ thống chuyển động mới giờ đây còn hiệu quả hơn nhờ hệ thống mild hybrid electric vehicle cùng với các công nghệ nổi bật là ngôn ngữ thiết kế hoàn toàn mới khiến chiếc xe trở nên hiện đại mang hơi hướng tương lai. Cả hai mẫu xe này đều sử dụng Quattro, đó cũng là điều đặc biệt nhân kỷ niệm 10 năm Audi và Quattro có mặt tại Việt Nam. Tại VMS 2018, Audi Việt Nam cũng lần đầu tiên trình chiếu thước phim Việt Nam vùng đất Quattro tại gian trưng bày của Audi. Nhóm Audi Việt Nam thực hiện ghi hình tại nhiều địa điểm trên đất nước trong một năm qua để ghi lại những cảnh đẹp tự nhiên của Việt Nam, cũng như kỷ niệm chặng đường 10 năm đầu tiên của Audi và Quattro tại Việt Nam. Gần 40 năm trước, chiếc Audi Quattro đầu tiên đã mang theo sứ mệnh cách mạng hóa ngành công nghiệp ô tô, thu hút sự chú ý của công chúng tại triển lãm ô tô Geneva năm 1980. Sự ra đời của mẫu Quattro đầu tiên là cả một câu chuyện gắn liền với những lần lái thử trên tuyết và một ý tưởng tiên phong, một trục rỗng trong hệ thống chuyển động có thể giúp chuyển động cơ công suất tới cả bánh trước và bánh sau. Với sự bổ sung thêm vi sai trung tâm, chiếc Audi Quattro đầu tiên đã được bán ra thị trường cuối năm 1980. Chiếc coupe đầy góc cạnh ngay lập tức trở thành cú hích bán hàng. Với hệ dẫn động 4 bánh toàn thời gian và động cơ turbo 5 xi lanh, công suất 200 mã lực, mẫu xe này đã định nghĩa về cảm giác lái thú vị và năng động chưa từng có. 2011 là năm đầu tiên, doanh số của các mẫu xe được trang bị Quattro chiếm hơn 40% số lượng xe Audi bán ra trên toàn thế giới. Với Quattro, Audi tiếp tục là thương hiệu xe sang thành công nhất, sử dụng hệ thống dẫn động 4 bánh. Và không chỉ các khách hàng đi SUV tin tưởng vào hệ dẫn động 4 bánh của thương hiệu 4 ông tròn, Audi cũng mang đến nhiều sự lựa chọn hệ dẫn động 4 bánh trên các phân khúc xe cao cấp khác trên toàn cầu. Thuật ngữ Quattro có nghĩa là lực kéo nhiều hơn, nó bao hàm cả cảm xúc lái, sự an toàn và tính thể thao, tượng trưng cho sự tinh thông kỹ thuật và tinh thần năng động. Kể từ tháng 10 năm 2008, khi Audi Việt Nam thành lập với sự khởi đầu thương hiệu Audi tại thành phố Hồ Chí Minh, khách hàng Audi tiếp tục yêu thích sự năng động và an toàn của hệ dẫn động 4 bánh Quattro. Các mẫu Quattro tại Việt Nam gồm có A8L, A5, A7 Sportback, các mẫu Q3, Q5 và Q7. Hơn 66% khách hàng mua xe Audi tại Việt Nam lựa chọn Quattro. Với Audi, Việt Nam chính là vùng đất Quattro.